Thì bây giờ nghe tôi là nghe phần tăng thôi, phần tu thôi, nhưng mà không có thì dễ rành, thì dễ trách nó cũng đỡ móng tay. Tôi cũng như cái dễ trách thôi. Thì bây giờ thời buổi này quý vị tạm vậy, thành ra tôi thường nói là tôi trao đổi với quý vị thôi, chứ không phải là tôi dạy. Ở đây không có ai dạy ai hết trơn á, mà chúng ta chỉ trao đổi cái kinh nghiệm, cái kiến thức với nhau để chúng ta cùng đi trên con đường giải thoát. Thế thôi, cái này tôi lập nhiều lần rồi, thấy không? Thì chúng ta nên nhớ là người ta thường ngạo cái tịnh xá lục dân này là bất nhã. Thì tôi nói không bất nhã tôi đồng ý, mà cả tôi cũng bất nhã thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta vẫn có cái bánh vẽ. Chúng ta giống như anh này, sau khi bị ca diếp đuổi ra giáo hội, ngài khổ quá, ngài đi xin ăn đêm vô nghĩa địa ngủ, không cho vô giáo hội nữa, thì phải lang thang ở nghĩa địa tha ma ngủ. Thì nhờ cái giáo pháp mà lúc này học mà học thực hành, mấy vị la hán trong giáo hội đó là nhờ A Nan chỉ cho đắc quả la hán. Ngài chỉ người ta mà ngài lại không đắc quả mới chết chứ. Ngài là giáo tọa chỉ cho mấy vị tỳ kheo khác mà ta đắc a la hán hết, mà ngài mới có nhập luôn. Tới chừng khổ sở quá, ngài mới đem cái sở trường học của ngài ra nghiền ngẫm lại. Thì đêm đó tới sáng là ngài khổ sở, ngài đắc quả la hán liền. Mà nếu không có giáo pháp này lấy cái gì để mà hành? Thành ra đây nhiều cô muốn đi xuất gia, tôi hỏi rành giáo pháp chưa? Nếu không rành khoan xuất gia, ở đây nghe thời gian nữa, rồi đi mà không gặp thầy sáng bạn lành khổ sở rồi lấy cái gì mà tu? Có cái cô gì ở Sài Gòn xuống nó cũng vậy, mới có hai mấy tuổi à, mà bà đi tu mà có chồng có con rồi, mà bà, ông chồng rất là dễ cho đi, sẵn sàng hộ pháp cho cổ. Rồi cổ hỏi tôi có nên đi tu không? Tôi nói đi tu thì tốt, ông bạn cô rất là tốt, nhưng mà cô đi tu thì tôi không đồng ý. Cô có rành giáo pháp không? Hỏi không biết gì hết. Tôi nói như vậy rồi nữa, cô vô núi cô tu cái gì đây? Cô không có giáo pháp mà cô lấy gì cô tu? Cô tưởng là ở chỗ thanh tịnh, xuống thanh tịnh mà không có giáo pháp mà lấy cái gì đấy? Bây giờ cô đi học giáo pháp cho vững đi, rồi cô phải kiếm một sư cô nào có giáo pháp. Còn nếu không có thì cô lấy giáo pháp và hiểu biết cô có thực hành phải đúng chánh pháp à? Rồi bây giờ kiếm chánh pháp đâu phải dễ, chánh pháp bây giờ không còn nữa, cái bát nhã bây giờ ít có ai hiểu được. Thành ra Đức Phật biết rằng cái thời buổi mạt pháp này cái chánh pháp không còn, thì ngài nói thôi bây giờ các con chánh pháp là phải vô niệm, tức là đắc quả từ nhập lưu trở lên, giải thoát đầu tiên và giải thoát cuối cùng. Mà nhập lưu rất là khó đắc, thì có cái câu đó, hơn được sanh, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ quả dự lưu tối thắng. Thì cõi dục giới, sắc giới, vô sắc không ăn thua nhĩ nhập lưu hết. Mà dục giới chúng ta còn không biết, sắc giới không biết, và vô sắc không biết thì làm sao mà qua quả nhập lưu? Đây nữa là quý vị phân tích con người, quý vị thấy có ba cái thân. Một cái thân là mắt tai mũi lưỡi, mà cái thân là dây thần kinh. Một cái thân là cái óc và không thân nữa, toàn là tư tưởng tư niệm thực. Thì cái thân này đó kêu là đoàn thực. Rồi cái thân dây thần kinh kêu là xúc thực an hỷ lạc. Cái thân thứ ba là cái óc an tư niệm thực. Mà tư niệm chúng ta còn không biết nữa. Niệm là tư tưởng, tư là ý chí, là nghiệp. Mạt na mới lấy cái chất liệu ở trong ai là gia cung cấp tư tưởng mới tạo sắc thân giả tạm này. Toàn bằng tư tưởng không, không có thân thiệt. Thành ra kêu là vô sắc giới, vô là không có, sắc là sắc thân. Mà không có sắc thân thì không có cảm giác, sống rạc ròng bằng tư tưởng 100%. Mà tư tưởng thì vi tế vô cùng, nó giống như cái làn khói. Thì chúng ta đi sâu chúng ta mới thấy là cái sắc thân này phức tạp. Còn nhập lưu đó thì thấy rõ bốn đường á, thấy rõ ràng. Mà thấy rõ ràng đâu có cải sửa, đâu có vấn đề. Thành ra bậc thánh nhân là sống cuộc sống không có vấn đề. Mà không có vấn đề thì sao? Không có mục đích. Mà không mục đích thì không có đau khổ. Mà không có đau khổ thì thánh nhân có giải thoát. Mà vấn đề là do đâu mà có? Quý vị mới thấy quý vị chấp nhận vấn đề, rồi quý vị cố gắng cải sửa vấn đề, chấp nhận cái xiềng, rồi cố gắng thay thế cái xiềng. Từ xiềng cây đổi qua xiềng sắt, qua xiềng đồng, qua xiềng chì, qua tiền sao, qua tiền bạc, rồi qua xiềng vàng, qua xiềng kim cương thì cũng là cái xiềng thôi. Đức Phật thấy cái chỗ sai đó, ngài mới đi tìm đạo.
làm sao mà chấm dứt xiềng? Xiềng là nghiệp, mà có vô lượng nghiệp thì nghiệp nào cũng vẫn là nghiệp. Nghiệp thiện bỏ thì qua, nghiệp ác thì bác, không phải nghiệp xấu. Mà chấm dứt nghiệp là làm bằng cách nào? Mà nếu hỏi bằng cách nào thì lẫn quẩn trong nghiệp nữa. Làm sao để chấm dứt nghiệp? Làm sao là cái thế tư tưởng là một cái nghiệp mới nữa? Mà không làm sao thì không lẽ cứ sống vậy sao? Đó là cái trăn trở, cái thao thức, cái nhức nhối của người xưa và của người nay. Tôi 40 mấy năm tôi cũng nhức nhối vì vấn đề đó. Mình biết là nghiệp, biết cải sửa nghiệp là không đúng. Bây giờ làm sao đừng cải sửa? Nếu cần cải sửa là mình sống như địa ngục ngạ quỷ sao? Mà cải sửa thì lọt vào thế tư tưởng, mà không cải sửa thì lọt địa ngục. Giống như mà ông Triệu Châu mà hỏi Nam Tiền, ông cũng thắc mắc như mình. Ông nói từ mà con vô tới bây giờ hồi 7 tuổi, bữa nay 17 năm rồi mà thầy không dạy con cái gì hết. Thì Nam Tiền nói trời ơi, thầy có giấu con đâu. Con bưng cơm cho thầy, thầy tiếp con, thầy ăn. Con xin rửa bát, thầy rửa bát cho con rửa. Con đem nước trà cho thầy uống, thầy tiếp thầy uống. Thầy có giấu gì, con muốn giặt đồ đưa, thầy đưa cho con giặt. Ông nói vậy cho cuộc sống hàng ngày là đạo hả thầy? Nói à, sống bình thường tâm đó là đạo. Nói vậy là con đi tu trí, con ở nhà cũng đạt đạo. Nó khác con, khác xa. Cái đạo là khi mà làm con tỉnh thức, còn cái kia con làm mà con nghĩ tùm lum. Con nấu cơm, con nấu trà cho thầy, con bưng cho thầy, mà cái tư tưởng con ở đâu á, chứ cái tâm con không có đây. Còn thầy thấy rõ đây mà không dính mắc vào cuộc sống. Ông nói con không hiểu lắm, bây giờ thầy giảng cho con nghe, thầy giải thích cho đàng hoàng. Chứ thầy nói vậy là con không nắm được. Ông nói đạo không thể giải thích con à. Nếu giải thích là không còn đạo nữa. Cái đó là cái chết, cái nhức nhối của người tu. Thì Triệu Châu tức, nó không giải thích con làm sao biết đó là đạo. Thầy nói đạo mà thầy không chịu giải thích, không cho thí dụ thì con làm sao biết đó là đạo. Thì Nam Tiền mới nạt, đạo không thuộc về biết hay không biết. Không biết là địa ngục, mà biết là ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời, con muốn cái nào? Muốn là địa ngục hay muốn ngạ quỷ, súc sanh, Atula? Thì ngài hộ, ngài nói con không muốn nào hết. Con muốn là không có biết hay không biết gì hết trơn, phải lặng lẽ tối. Thì người xưa người ta đã chín mùi rồi, ta nghe cái là người ta ngộ, không có pháp môn. Còn mình bây giờ là đàn cái tai trâu, cái lỗ tai tôi còn hơi con trâu, nghe mà chẳng hiểu cái gì hết. Thì thôi giờ phải đành thôi. Đức Phật mới nói thôi, cái thời mạt pháp này khó mà nhận có bất tử lắm, thì các con cứ tu người trời thôi. Nhưng thêm một cái phát nguyện nữa, thành ra duy nguyện giảng sanh, thì con sẽ thay vì sanh về cõi trời, con phát nguyện thì A Di Đà tiếp những người trời này trở về cõi Phật. Chỉ cần cái phát nguyện thôi mà con phải nhất niệm mà. Chứ còn tạp niệm ở địa ngục ngạ quỷ mà con năn nỉ tới xói đầu và A Di Đà cũng không tiếp nữa. Cái đó là cái bổn phận của Địa Tạng. Cái bổn nguyện Địa Tạng là độ bốn đường ác, chứ Ngài không có độ cõi trời, đưa ly cõi trời. Chứ Ngài không có quyền đưa về cực lạc. Có bổn nguyện mỗi người mỗi cái. Từ cõi trời đó thì A Di Đà mới đưa về cực lạc. Thành tâm mình phải nhất niệm, nhất niệm tự lực sanh về cõi trời. Mà không muốn về cõi trời thì A Di Đà tiếp dẫn con. A Di Đà nó con nhất niệm chưa, nó nhất niệm rồi thì Ngài tiếp dẫn thôi. Đó là đại khái của pháp môn tịnh độ. Thành ra cái thời buổi này cái pháp môn tịnh độ nó thù thắng hơn tất cả pháp môn khác. Tất cả pháp môn của đạo Phật là tự lực chứ không có tha lực, lấy mình làm nền tảng làm gốc. Thì tịnh độ cũng vậy, nhưng mà thêm cái tha lực là thay vì sanh gì khỏi trời nhất niệm thì mình xin A Di Đà tiếp dẫn mình về khỏi Phật. Thành ra trong đó tôi thường đề là duy nguyện giảng sanh, còn tất cả pháp môn khác thì duy tuệ thị nghiệp. Nghĩa là phải có cái tư tưởng trong sáng, có cái Phật tánh thì đó là cái nghề nghiệp của mình. Nhưng mà làm sao nhận được Phật tánh thời buổi này, phải đặt cái làm sao là kẹt. Mà không làm sao chẳng lẽ mình ở địa ngục, ở cõi người trời. Mà làm sao thì nó kẹt vào tư tưởng nữa. Thành ra cái này là cái khó khăn, cái trăn trở của người xưa mà trăn trở của chúng ta về sau.
Chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm mới giải thích cái này được, chứ tôi từ xưa giờ tôi giảng Bát Nhã rồi, nhưng mà xấu hổ giảng mà không biết cách tu. Với tu thì thành pháp môn, mà nếu không có pháp môn thì ở địa ngục, mà có pháp môn thì người trời cải sửa. Giống như 62 tôn giáo hồi xưa, thì 62 tôn giáo hồi xưa cũng kẹt cái chỗ này. Đức Phật đi tìm đạo rồi, gặp ông Quốc Đầu Lâm Phất A-la-la, một người vô sở hữu, người phi phi tưởng, thì chỉ pháp môn đối trị, pháp môn cải sửa thăng qua. Thì Ngài thấy cái chỗ hết, Ngài mới nói giảng cho hai ông thầy của Ngài biết. Thì hai ông thầy nhận được đúng. Nhưng mà hỏi gì chưa, vô sở xứ thì giống hệt A-la-hán, mà phi phi tưởng giống hệt Như Lai. Rồi của tôi hết rồi đó, tôi tự ngưng ở đây. Bây giờ tới quý vị, bây giờ trả bài vậy, thêm tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ tới quý vị thêm tiếng nữa, thấy không? Thì tôi tới đây thôi. Thì quý vị trả bài là trả về tư tưởng và Bát Nhã. Cái tôi trăn trở khó khăn nhất đó là làm sao phân biệt giữa tư tưởng và Bát Nhã. Nếu chúng ta nhận tư tưởng là Bát Nhã, chúng ta lọt ngũ âm mà. Rồi chúng ta thấy tư tưởng là tư tưởng, thì cái này chính là Bát Nhã. Mà thấy lờ mờ, chúng ta cải sửa thì qua cái tư tưởng khác. Còn nhận nó là Bát Nhã thì lọt ngũ âm ma liền. Thời buổi này lọt ngũ âm ma rất nhiều. Thành ra tôi mới lấy giải thích rồi. Tôi mới lấy cái các vị tổ sư hồi xưa mà phân biệt giữa tư tưởng và Bát Nhã để chúng ta lựa chọn. Cách pháp đó, thì tôi dịch là lựa chọn nó còn hơn. Để chúng ta biết cái nào là tư tưởng, cái nào là Bát Nhã, để chúng ta đừng có xa lầy vào đó nữa. Mà chúng ta thấy không dễ gì mà không xa lầy, chắc chắn là phải xa lầy thôi. Tôi thấy tôi cũng dễ xa lầy thôi. Thì chỉ còn pháp môn tịnh độ thôi. Nhất niệm phát nguyện nữa là chúng ta qua cái cõi Phật. Còn không còn cách nào hết. Còn nếu qua cõi trời thì được. Nhưng mà giống như Bồ Đề Ma nói, hưởng hết phước rồi cũng luân hồi thôi. Thành ra tôi mới lấy cái vụ Bồ Đề Ma luân võ đế để thấy vị đang nằm ở trong luân võ đế. Nhưng mà luân võ đế tự cao, quý vị cũng tự cao. Luân võ đế là Bát Nhã mà nói ra toàn là Bát Nhã, thì quý vị bây giờ cũng giống hệt vậy thôi. Tôi cũng vậy. Để mình tránh cái con cái vết xe của luân võ đế. Nhưng đế xem mà người học Phật Pháp rất là bị có chí, con thiền sư là A-la-hán mà dạy cho Ngài. Thì tất cả Phật Pháp cái Ngài rất là rành. Cũng như quý vị trả bài giờ rất là rành. Dạ trời Bát Nhã rất là hay, nhưng mà sống toàn là Bát Nhã không? Thì có bức thơ gửi cho tôi cũng trách cái vụ đó. Rồi tôi trách là Phật tử ở đây Bát Nhã. Biểu tôi giải quyết mà tôi giải quyết gì, tôi cũng Bát Nhã, tôi giảng giải giải cái gì, biểu là dạy là Phật tử đừng có Bát Nhã nữa mà phải sống Bát Nhã. Tôi gửi trách thì bắt đầu có sự lộn xộn giữa quý vị với nhau. Mà biểu tôi dạy quý vị giải cái gì, tôi cũng giống hệt vậy, tôi giải cái gì vậy? Nếu giải quý vị lựa Bát Nhã cho đành thì tôi Bát Nhã chưa, tôi cũng Bát Nhã thôi. Nhưng mà tôi đã xin thưa là chúng ta có cái bánh vẽ tốt hơn là không có. Mặc dù chưa làm được, nhưng mà khi đau khổ quá thì chúng ta sẽ làm được. Cái Bát Nhã chỉ đến khi mình đau khổ cùng cực. Mà quý vị chưa đau khổ đâu. Đau khổ tới khóc, tôi đã từng khóc rồi. Khóc thầm với vấn đề đau Phật. Tìm không ra, rồi gặp cái hoàn cảnh quá đau khổ. Tôi phải khóc thầm, nhờ những cái đó mình mới nhận được cái bất tử. Thành ra đạo Phật phải là một đạo đau khổ tức cùng cực. Cùng cực tức là không chỗ chạy nữa, không cách nào cải sửa nữa. Thì tự nhiên cái lặng lẽ nó hiện thôi. Thì bây giờ sung sướng người ta nói là mấy vị để ý nha. Thì tôi bây giờ tới vấn đề trả bài. Thì tôi lặp lại mấy cái ấy. Đúng là bữa nay tôi nói về vấn đề ấy nữa, thêm một cái bài nữa cho quý vị nó tùm lum luôn. Nhưng mà thời giờ nó hết rồi. Thì hôm trước tôi nói về quyền giác và quệ năng. Thì chúng ta biết huệ năng là cái tổ thứ sáu của chánh pháp. Chánh pháp tới huệ năng từ đây về sau là mất. Tức là còn tư tưởng không, tu pháp môn đối trị thôi. Chứ không có mà trực nhận nữa. Thì Bồ Đạt Ma qua Trung Quốc tuyên bố một câu. Bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.
giáo ngoại bị truyền là không cần kinh điển nữa, rút bỏ kinh điển hết, truyền ngoài kinh điển. Nhờ giáo ngoại biệt truyền, cái lối giáo dạy của Ngài là biệt truyền, truyền đặc biệt, bất lập dân tự, là không dùng dân kinh điển dân tự nữa, trực chỉ nhân tâm, là chỉ thẳng vào cái Phật tánh ở trong con người mình, thì kiến tánh thành Phật, thấy được cái bất tử, thì qua tới đời huệ năng là hết. Căn cơ chúng sanh nó thấp quá, không thể nhận được, thì bắt đầu qua pháp môn đối trị. Thì bây giờ là đạo Phật không còn, tới huệ năng rồi đạo Phật không còn nữa, chỉ còn đạo người trời thôi. Thì bây giờ chúng ta còn tệ hơn rồi, năm tới bây giờ cũng gần cả mấy trăm năm rồi đó. Thì tất nhiên đạo Phật không còn, thì có minh đăng quang tìm được, nhưng mà có mấy chục năm à, thì bây giờ cũng mất. Thì tôi hiểu được, nhưng mà tôi cũng chưa sống được, nó còn còn lờ mờ đấy, lờ mờ tức là vô minh. Thì tôi kể lại cái câu chuyện đó vắn tắt thôi ha, tôi đã lập nhiều rồi. Thì quyền giác đi tìm đạo mà không biết ai, tới chừng gặp quyền sách mới giới thiệu qua quyền năng, thì đây là cuộc đối đáp giữa quyền năng và quyền giác. Thì Huyền Giác khi mà gặp Huệ Năng, cái đầu tiên của ông đó là đưa hai cái căn bản của đạo Phật, một cái A-la-hán, một cái Như Lai. Thì sau khi ông đi ba vòng rồi, ông không có lại, ông chỉ xá thôi. Thì Huệ Năng thấy ông này lạ ha, sao lợi mình cung kính mà có phân nửa. Ông nói đại đức từ đâu đến mà ngã mạn quá gì. Thì Huyền Giác nói là sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lại. Thì Huệ Năng mới nói sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thường. Thì Huyền Giác trả lời liền, nhận lại tức là vô sanh mà liễu tri tức là chân thường. Thì vậy như khen hay quá, đúng lắm, đúng lắm. Ông quỳ xuống lại đàng hoàng, 3.000 quan như 80 tế hạnh. Tức là con người có ấy, nếu mà Huệ Năng mà trả lời có pháp môn thì Ngài bỏ đi. Đây không phải là tội, này Huệ Năng không có pháp môn, thấy không? Sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh? Sao có pháp môn thì nhận ngay cái sanh tử, thì có cái bất tử nằm trong cái sanh tử đó. Xong ngay cái vô thường là vô thường sát na chu kỳ, không tùy tưởng với nó. Thì Ngài nói tùy tưởng tức là chân chân tâm, chân tưởng tức là Như Lai, tùy tưởng là Như Lai mà nhận lại cái chân không, đó lạ là. Thì Huệ Năng khen đúng vậy, đúng vậy. Ông mới về lại đàng hoàng, rồi mới xin hầu tổ. Tổ chấp nhận, im lặng nhận lời. Đâu chừng 2 tiếng hồ mới xin về. Ông mới nói trời cha nội mới lợi tới mà mình thử có một lần, không biết có chánh cống là bát nhã hay không, hay là bát nhã nữa đây, thì thử tiếp. Ngài mới hỏi sao mà về mau quá vậy, đại đức về chóng thế. Thì Huyền Giác mới thấy Huệ Năng xỏ mình nữa, nó kéo qua cái thế tư tưởng nữa. Nó vốn mình chẳng động mà lấy gì chống chạy, tôi có đi đâu, nó bắt quá lì cái thân tôi, cái tâm tôi vẫn ở với Ngài, Ngài tâm sao tâm tôi cũng vậy, nó lấy gì mà chống chạy, vốn mình bất động lấy gì có chống chạy. Thì Huệ Năng xỏ một câu nữa, ai biết không động, không động là bất tử, bất tử mà có cái tư tưởng biết được bất tử. Ai là tư tưởng là con người biết và đã bất tử mà có biết cái dòng nước đang chảy gì, chẻ mà cái làm hai, có dòng nước và có người biết dòng nước thì đó là sống chứ đâu phải là nước. Thành ra nói ai biết không động thì Huyền Giác nhận ngay là tổ xỏ mình, tự nhân giả tự tổ sanh tâm phân biệt. Thì Huệ Năng có khôn nói ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh, ông hay quá, ông thông minh quá, ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Thì Huyền Giác mới thấy là tổ chơi mình nữa, đã khen mà luôn luôn gọt cái dao trong đó. Ông hỏi vô sanh há có ý sao, là vô sanh mà còn có tư tưởng về vô sanh, bất tử mà còn có hiểu biết về bất tử, còn có tưởng tượng về bất tử thì bất tử thành cái tưởng tượng, thành cái tư tưởng, vô sanh há có ý sao. Thì Huệ Năng xỏ thêm nữa,
Không ý thì ai phân biệt đây? Thì việc giác nó phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Hết. Tổ nhận là ông này hiểu sâu. Thử tới ba lần mà về quyền giác lướt lướt qua được hết. Thì tôi nói lại ha, là vừa gặp tổ thì quyền giác hỏi à, lễ đi ba vòng được không, lễ chỉ xá thôi, hỏi đại đức từ đâu đến mà ngã mạng vậy, sanh tử là việc lớn vô thường mau chấm, ở đó mới lễ lại. Thì Huệ Năng nói sao không ngay cái sanh tử, nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường liễu tri cái chân thường. Ngài nói nhận lại tức là vô sanh liễu trí là chân thường. Tổ nói đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ mới lễ lại. Lễ lại xin hầu tổ. Chút đôi chừng 2-3 tiếng hầu xin về. Tổ mới thử thêm cái nữa. Về sao chống thế? Thì quyền giác nói vốn mình chẳng động lý gì mà chống chạy. Người nào nói ai biết không động. Thì quyền giác nói tự tổ sanh tâm phân biệt. Nó đúng quá, đúng đó, ông thật sự là hiểu được cái ý vô sanh. Thì Nguyên Giác hỏi vô sanh hết có ý sao? Tổ nó không ý là ai phân biệt đấy. Ý ai phân biệt, ba cái là tư tưởng không. Vậy là tánh nhân không có tư tưởng, không có ai, không có ý hết, thì không biết cái gì hết. Thì Nguyên Giác nói phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Thì Huệ Năng biết là ông này ông rành về Bát Nhã. Thôi ở lại một đêm với ta, mai sáng là gì thì thôi xong. Thì đó là cái điều thứ nhất. Còn cái thứ hai, bữa nay tôi tính kể cái thứ ba nữa đó, nhưng mà thời gian nó không có. Thứ ba là giữa cái kinh Nam Tông đấy, tức là trong Trung Bộ giữa Phú Lầu Na và Xá Lợi Phất, nhưng mà thôi bữa khác. Thì đây là tới vấn đề bên Ấn Độ với Trung Quốc. Ấn Độ thì hết đạo Phật rồi, nó suy di tới cùng. Thì tổ 28 là Bồ Đạt Ma, nghe lời tổ 27 đi qua Trung Quốc là đang lên. Ở đó có lão giáo, khổng giáo và có trang tử. Là toàn mấy tay giỏi không đó, Bích Chi, A-la-hán, Bích Chi, Viên Giác, nhưng mà chưa có đạo Phật. Thì qua đó thì nó tiếp thu rất mau. Nhưng mà ác nghiệt thay là khổng giáo nó có hai. Một cái khổng giáo xuất gia, một cái khổng giáo nhập gia, tức là làm việc. Thì cái khổng giáo mà nhập gia là cái này độc đáo, nó không cho đạo Phật qua. Thành ra ông Hàng Vũ đó là bàn tay tổ bên khổng giáo, văn chương rất giỏi, kêu đông các đại học sĩ gì đó. Ông viết cái bài thơ là chỉ trích Phật giáo, dâng cho vua, vua mới cấm mấy ông sư là không được đi bát nữa, không được đi lang tang, đi kêu là hành khất đó. Mà xưa kêu là du phương, tức là đi mà giống như Đức Phật vậy, đi tăng đoàn là 10 mấy vị, 5-7 vị ở dưới hàng ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cột cây thì cứ đi mãi. Thì Phật tử nó mê cái đó, chánh pháp mà, thấy mặt trời mọc rồi thì bao nhiêu sao trăng đều phải lặn hết, thì người ta sẽ theo đạo Phật hết. Nếu mà để mấy ông đi như vậy đó thì cái nước Trung Quốc sẽ thành nước Ấn Độ, tải Ấn Độ qua đây sẽ chiếm nước. Giống như mà công giáo đâu qua Việt Nam mà Gia Long mời về rồi sau mới truyền bá cái đạo Thiên Chúa nó thì mới là tôn giáo tùm tùm, thành ra chết cũng nhiều. Thì ở đây cũng vậy đấy, thôi đại khái nói vậy. Thì Bồ Đề Ma sau khi từ Ấn Độ đi trên cái ngọn lao, cái này triết lý sâu nha, tôi không có kể còn rồi thứ hai nữa, nhưng mà khi có ở trên vai quải cái nhánh dương có hai chiếc dép đi trên mặt biển bằng cái nhánh lơ, thì chúng ta nghe nó không có lý. Nhưng mà cái đạo Phật đó thì cái thần thông là một cái diệu dụng thôi. Thì ông đi trên cái nhánh lao, lao mình ở trên bãi biển, trên vai quải cái nhánh dương có hai chiếc dép, rồi qua tới đó thì có cái điềm lành. Thì Lương Võ Đế mới hỏi chứ con thiền sư là A-la-hán, cái điềm lành này là gì? Thì nói là có các vị Bồ-Tát, các vị Phật từ ở bên Ấn Độ sắp qua thăm bệ hạ. Thôi ông mừng quá, ông mới tổ chức một cách lanh râm trọng ra tận ngoài biển mà tiếp đón Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi gặp Bồ Đề Đạt Ma rồi tôi nói tắt nhau.
Thì ông đưa ra câu hỏi này: Trẫm từ lên ngôi giờ đã cất hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng. Như vậy trẫm có công đức gì không? Trẫm có trí tuệ không? Công đức nghĩa là trí tuệ, tức là Bát Nhã đấy. Thì Bồ Đạt Ma đứng về phương diện mà Bát Nhã mà không công đức gì đó, không có công đức gì đó, thì Luân Vũ đến tức tính khoe cái việc làm của mình là nó đúng như đạo Phật đưa tới giải thoát. Thì ông này nó không có công đức, không có giải thoát gì hết. Thì Bồ Đề, Lương Giả Đế mới hỏi: vậy có đó là cái gì? Ông nói cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Giống như ông bà vừa đi chùa, ông đủ thứ hết trơn, rồi cúng dường này cho tăng này kia, rồi xây các chùa chiền, rồi ủng hộ này kia, đi quỷ lậu này kia, có công đức gì không? Của nó không có công đức gì hết. Ông nói gì việc làm đó là cái gì? Đó là phước báo của nhân thiên người trời hữu lậu, có hưởng là có hết. Mà đạo Phật không phải là phước báo. Ôi, tổ mới nói vậy chứ nghĩa đức nghĩa đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tôi có từng học pháp là tôi là một Phật tử thường thành, Chí Công Thiền Sư đã dạy cho tôi về đệ nhất nghĩa thánh đế, tức là thánh tăng nhận được cái bất tử. Thì Bồ Đạt Ma trả lời: vất nhiên vô thánh, rỗng rang không có thánh phàm mốc gì, gì hết. Chết chưa, ông đưa ra cái nào cũng bị chặt hết. Ông mới tức: ai đứng trước mặt trẫm đây? Thì Bồ Đề Ma trả lời: không biết. Thì thôi làm sao mà đối thoại nữa, một bên đưa ra bên đây chặt, bên đây đưa ra bên đây chặt, chặt bao nhiêu cái đâu đưa ra vấn thì bị chặt đứt hết. Bồ Đề Lương Võ Đế trơ trọi, nhiều Phật tử là bị người ta chặn rất là tức. Mình đem Bát Nhã mà ổng cứ nói là Bát Nhã không dứt hết trơn. Thì Bồ Đạt Ma Lương Giải Đế mới không còn tha thiết mà tiếp nữa, tiếp cách một cách lỏng lẻo. Thì Bồ Đạt Ma biết là vô đế không tiếp thu được cái đạo Phật, chỉ đạo người trời thôi, mới giọt mất. Thì sáng ra Bồ Đạt Ma đi mất rồi mới vô hơi ân hận, mới hỏi Chí Công Thiền Sư: vậy ông Bồ Đạt Ma là ai? Thì Chí Công Thiền Sư nói: Bồ Tát Quan Thế Âm thì hiện qua để thử bệ hạ đấy. Rồi ông dậm chân, ông đập vào ngực ông: chết rồi, vậy là trẫm có mắt như đuôi, có tai như điếc, gặp thánh nhân mà thánh nhân thử một chút mà trẫm không có tiếp thu được. Mới lập tức cho lính đi tìm Bồ Đề Ma, nhưng mà than ôi, con chim đại bàng nó đặt cánh rồi mới kim xin sẻ, làm sao tìm được, cho nên không tìm được. Thôi câu chuyện còn dài, thì cho ta để chúng ta nói nhiều chuyện khác. Thì bây giờ tới quý Phật tử, như vậy thì hai qua hai cái bài này, giữa Bát Nhã và tư tưởng chúng ta phân biệt làm sao? Nha, thì như Phật trả trời hôm trước đã trả rồi, thì tôi xin thưa lại một lần nữa, những người nào đã trả rồi thì thôi để kêu hết, rồi tôi kêu lần thứ nhì nữa. Lần thứ nhì thì khó à, nghĩa là đối thoại giữa tôi và quý vị, chứ không phải độc thoại quý vị trả bài như vậy trúng đập thì kệ nó, không có. Tôi sẽ dí sâu sâu hoài, tăng chi vậy, đang mà lừa những người gạo cội đó đời tiếp dẫn những người mới. Ở đây có một số Phật tử mới rất nhiều, mà gặp cái pháp của tôi thì chả hiểu gì hết. Còn quý vị đây là có người thì 30 năm, người 20 năm, mười mấy năm thì nghe nhiều, mình có cái nào hiểu. Cái pháp tôi nó khó là phải nghe tới nghe lui vài chục vài trăm lần thì bắt đầu mới hiểu. Mà quý vị đâu có thì giờ mà nghe, mà có thì giờ quý vị cũng làm biếng nghe. Chúng ta là nhớ đầy mình hết trơn, cứ lại nói coi sư ơi con không có nhớ, sư giảng bao nhiêu con không có thuộc được. Tôi nói làm biếng, tôi nói trời ơi tụi con cố gắng, sư cố gắng một hai lần ăn thua gì. Hồi đó mấy bà có đi học không? Học mà không thuộc bài phải làm sao? Kiếm chỗ thanh vắng học một lần, 10 lần, 100 lần, 1.000 lần mà không thuộc bài tôi xin chịu tội. Mình lo việc đời nhiều quá, rồi có bài pháp giảng về mình không chịu nghiền ngẫm, con trâu ăn cỏ rồi để đó thôi nó không tiêu hóa. Mình về phải ọc ra rồi nhơi lại, nghiền ngẫm cho sâu nó thì mới có thể thuộc được, mới hiểu được. Niệm Phật cũng vậy, muốn giảng sanh cũng vậy. Quý vị làm hoài mà không giảng sanh tôi chịu tội. Tôi đã có giảng rồi, nếu niệm 1.000 câu thì vô trong nhớ lợi nhớ Phật thì kia có 500, còn 500 là nghĩ tùm bậy bạ.
thì chúng tử niệm Phật có 500 câu vô đó, mà mình là đời đã nhiều kiếp rồi thì vô nó diệt 300 còn có 200, niệm 1.000 còn có 200. Mà nếu mình làm biến thì thôi, chúng tử này vô mình sống như đời nữa thì thời gian nó tiêu diệt hết thì cũng trống rỗng. Thành ra Phật tử đa số không giảng sanh là chỗ đó. Người xưa tại sao ta niệm Phật ta giảng sanh rất nhiều, mà nhiều thời nay là không giảng sanh, là vì vì chúng ta phương tiện hưởng thụ quá đầy đủ, sử dụng quá đầy đủ. Ví dụ giờ có điện nè, nhà nào cũng có thờ Phật, rồi làm bóng đèn rồi tốt chốt chốt đủ hết trơn, xanh đỏ trắng vàng. Vô đây năn nỉ tôi nữa, kiến của sư trưởng này kia để có bóng đèn trong đó là tốt cho anh cháy, rồi Phật có hào quang này kia. Tôi nói thôi quý vị, hào quang của quý vị á, đúng là tốn điện mà ít lợi gì, xanh xanh đỏ đỏ cho con nhít nhỏ nó hả. Rồi tới tầm tháng 7, tháng 4 này kia đó, điểu là treo cờ Phật giáo cho nhóc tịnh xá hết. Tôi nói hồi không có lợi được. Cái tánh tôi thì tôi muốn đơn giản à. Tôi muốn đơn giản. Rồi khi niệm Phật cũng vậy, như tôi đi Vĩnh Châu mà tôi thấy ở chỗ người ta tôi không dám nói. Trời ơi, niệm Phật là ôm sòm hết trơn. Cái linh hồn làm sao mà dám giỡn sanh, nó sợ muốn chết. Bắt cái micro để tùm lum hết trơn, mà tiếng niệm Phật thì ban niệm Phật là đông 70-80 người. Rồi có người nằm cái cô, nhất là cô Mỹ có la lớn tiếng. Tôi nghe tôi còn muốn điếc cái lỗ tai, cũng muốn bỏ đi về. Mà chỗ người ta lẽ mình lợi mình cải sửa, mà giờ đứng vậy làm sao cải sửa, làm sao cho nó yên lành. Không chó sủa, không mèo kêu, trên chim hót dưới cá lội cho yên lặng, thì cái linh hồn nó mới dễ dẫn sanh. Quý vị thấy nào, quý vị mà nếu bệnh thần kinh, quý vị chết, quý vị nghe cái tiếng ồn, quý vị cho nhất là người lớn tuổi, chịu không có nổi. Còn con nít nhỏ thì nó khoái ồn, nó kích động, nó ca hát tùm lum hết trơn. Bây giờ cũng như cái đám ma, nhiều khi là kèn trống nào, chỗ kia nào, ngủ dị âm gì đó, ngủ âm, đánh tùm lum hết, người chết làm sao giả sanh. Chết là cần cái sự yên lặng, thanh tịnh vô cùng, chỉ có tiếng niệm Phật, mà tiếng niệm rất là êm, dịu dàng. Làm sao người chết thấy là người sống mà còn thấy muốn giảng sanh, thì cái này mới là giảng sanh. Bây giờ chúng ta chạy theo ồn ào, chúng ta có cái micro, chúng ta ngôn ngữ trước pháp để trong trong một cái nhà nhỏ gì mà 7-8 cái micro. Niệm Phật một cái nó là biết cái con đấy luôn. Sống mà còn chịu không nổi, chết làm sao giảng sanh được. Nhưng mà quý vị bây giờ chạy theo đời, tổ chức lễ đầm tháng 4, tháng 7 gì không có cái nội dung treo cờ nhóc trên xá nóc chùa hết. Phật giáo nhiều khi treo 200-300 cái lá cờ, rồi nhỏ nhỏ nhỏ. Thì nói tôi không có ở trên nhà thì tôi nghe nói rằng bóng đèn nó lúc mấy trăm cái tỉnh xá Ngọc Dân nổi lắm xưa ơi. Tôi nói nổi rồi nó sẽ chìm. Cái rù rì bền bền vậy mà đi nó bền hơn. Ở đây là tôi quý vị tới là tôi không có treo cờ, không có gì hết đó. Đức Phật ở trên con trống trơn không có hào quang, còn tỉnh xá khác, chùa khác, cả trăm thờ, cả trăm thứ. Con vô trong cái chùa con cầm một bó nhang 30-40 cây thấp không, không đủ xưa ơi. Thờ nào ông Tiêu, nào ông gì đó tùm lum hết trơn. Cái này xong con thấy có một cái Phật Thích Ca, không có Phật Di Đà, không có gì, sư trưởng con không cho có đăng. Của quyền dưới thì có một cây, có hai cây à. Còn vô con kiếm cái thùng Phước Sương bỏ tiền, không thấy cái thùng gì hết. Ở đây không có nhận tiền, không có thùng Phước Sương, không có gì hết trơn. Thì có hai cây nhang, cái chỗ Phật Thích Ca, cái của quyền hết rồi thôi. Có người bày đặt ở chung quanh Phật Thích Ca đó, để mấy cái đường nhang chậm 4-5 cây, tôi dẹp hết trơn. Rồi trên chỗ Phật Thích Ca treo hình Phật Di Đà, Phật Quan Âm, vũ tùm lum hết, dẹp náo hết. Mà chỗ thờ của quyền cũng vậy, lên nhờ cái dán tên người ta để hình ở tôi tùm lum hết. Tôi đây dẹp trống trơn. Cái một là cái quan trọng nhất. Chúng ta tu, chúng ta thích cái hình thức tốt vỏ hơn tốt nước sơn. Nó thì cái cây phải cho chắc, còn cái bên ngoài thì chúng ta phải có hình thức nhưng mà đơn giản thôi. Thành ra đây vô đó thì quý vị lại Phật, lại quý sư đây rồi xong rồi bắt đầu thuyết pháp. Đâu có đọc cái gì đâu. Các nơi phải niệm bổn sư 3 lần. Tôi nhập gia thì tôi có đi, nhưng mà ở đây tôi vẫn giữ theo Minh Lăng Quang. Rồi cuối cùng xong rồi lễ Phật, rồi nghỉ, không có hồi hướng mất gì hết đó. Hồi hướng bằng cái tâm.
một vị khất sĩ mà theo Minh Đạo Quang không có tụng kinh tỳ kheo á, còn sa di là còn phải tụng, mà tụi con đang tập sa di chưa phải là người khất sĩ đâu. 250 giới mới gọi là khất sĩ. Khất sĩ thì không bao giờ tụng kinh, nhưng mà một đêm phải ba thời. Tụng cái gì chưa cho nó tụng kinh, mà sao có tụng ba thời? Kinh vô tự. Vô tự là gì? Là không có chữ. Kinh này mới là linh nhất, mà quý vị ngồi không nổi. Tôi chú nguyện cho mấy cái vong linh mà kết quả là nhờ tôi tụng kinh vô tự. Tôi nói chuyện với phần âm luôn, mà có hay không tôi không biết. Trong kinh dạy thì tôi cứ kêu cái phần âm, cái linh hồn đến, thì tôi sẽ giảng đạo như giảng cho quý vị. Thành ra những người nào bị ma nhập thì kêu tôi năn nỉ một lần không được, 10 lần thì người ta tha. Như cái cô gì đó cũng vậy, đi các nơi ở ngoài quốc về, đi đủ thầy hết không hết, nó cứ nhập vô nó phá hoài. Mấy thầy tụng chú tụng gì dài cho cổ tụng chú gì tụng nó ra rồi, tới chừng thôi tụng nó nhập vô nó cười kha cả. Đâu có kết quả gì. Lại tôi nói không có à, tôi không có biết chú biết gì hết, tôi không có bùa gì hết á. Rồi tôi chỉ xin thôi. Nhưng mà tôi xin không hết đâu. Ai làm cho cô hết cô biết không? Cô nói con đi đủ đủ thầy không có ai trị cho con hết á. Tôi nói bây giờ cô đi hết thế giới cô không ai trị cho cô hết. Hết tôi chịu tội. Nhưng có một người trị hết thôi. Ông nói có đó là sư, tôi nói không phải tôi. Ông nói vậy ai sư? Tôi nói chính cô. Cô nghe lời tôi mà cô làm không hết tôi xin chịu tội, mà cô đi cả thế giới đi, ai mà trị cô hết bệnh tôi xin chịu tội. Cô trói cô là cô phải mở thứ. Tôi chỉ mà cô chịu thực hành thì cô mở. Vì tôi hỏi cô đầu tiên, cô có ăn chay không? Không có. Đúng rồi, nó phá cô tơi bời. Mấy cái dông nó theo cô nó phá thì cô bị dông nhập. Một cái thân cô mà mấy chục cái linh hồn vô nó phá. Cô giết loài thú quá trời mà. Cô nói con đâu có giết, sự con ăn không à. Chứ ai giết cho con đâu giết. Tôi nói theo đạo Phật, nó suối người giết, tự mình giết. Thấy giết vui theo, điều phạm giới sát hết. Cô không giết mà cô vui theo, cô không ăn mà cô thấy người ta giết, cô thích thú, điều phạm giới sát. Huống đằng này cô ăn, cô ăn người ta mới có giết. Bây giờ cô muốn vậy thì từ nay cô ăn ít nhất 10 ngày chay, dưới nữa không được. Và loài thú lớn từ gà, vịt, heo, chó trở lên là tuyệt đối không ăn, không giết. Thì cô nói sao biết không? Tới chừng hết bệnh có ăn lại hay xưa hay là ăn suốt đời. Tôi nói trời ơi, cô phải ăn suốt đời chứ, cô hết bệnh cô ăn rồi thì nó phá lại nữa. Tại sao cô cử không được? Cô nói con cử thì gà vịt là khó cử lắm sư ơi, nó ngon lắm. Nhất là gà quay rồi nhiều. Sư phải cho con ăn chứ tôi nói không phải tôi cho. Mà cái trói cột cô là mấy cái dông đó. Để cô giết nó để nó trả thù chứ tôi làm sao xin. Tôi xin thì được, nó tha cô. Nhưng mà cô tiếp tục cô giết nữa thì nó phải phá nữa. Tôi không có can thiệp vô được. Tôi xin là trong nhất thời thôi. Còn cô phải làm luôn từ nay cô cử tới ngày chết. Cô chỉ còn được ăn tôm cua cá tép thôi. Còn nếu nữa là cô phải ăn chay trường. Con tép con tôm thì nó yếu mà nó cả mấy ngàn mấy trăm ngàn thì nó cũng mạnh đấy. Còn heo chó gà vịt linh hồn nó rất là mạnh. Cô giết một con gà với giết 100 con tép thì con gà nó mạnh hơn, nó phá cô dữ hơn. Cô giết một con chó với 2 con gà thì con chó nó mạnh hơn. Cô giết 50 con chó giết người ta thì người ta trả thù mạnh hơn. Cô phải biết cái đó. Bây giờ tôi nói thiệt, bệnh cô không bao giờ hết. Nếu cô không thực hành, cô đi hết các thầy đi, tôi cũng không làm gì được đâu. Nếu cô chịu cử ăn chay, rồi cô phải tụng kinh Địa Tạng. Tôi nói làm sao tụng nó hết chứ, con nó hết là khi có ấn chứng. Cô hỏi ấn chứng là sao? Tôi nói chừng nào cô thấy hào quang A Di Đà, hào quang của Địa Tạng, cô thấy ngài đồ đầu cô, ngài hoa nở, sen nở các điều tướng lạ thì đó là hết tội. Cô nói chừng bao lâu? Tôi lâu là do cô. Cô cứ hỏi hoài. Nếu mà cô thực hành với một cách tha thiết một bữa là bắt đầu có ấn chứng rồi. Còn cô làm mà lấy lệ đó mà cô không có nhất điểm, cô ngồi tụng kinh Địa Tạng mà cô nghĩ tùm lum 10 năm cũng không kết quả. Kết quả hay không là do cô linh bất linh tại ngã. Dù cô vậy làm được thì bảo đảm cô hết bệnh, mà không được thì cô bệnh dài dài, cô đừng có đi thầy nào, cô cứ đi đi. Mà hết tôi chịu tội hết, tôi xuống địa ngục thế. Thế nên chúng ta thấy là chúng ta không chịu làm cái gì hết, tạo ác thì tạo. Mà khi kết quả tới là chúng ta đi cầu gian giấy tùm lum.
có ông thầy nào cứu mình được. Thì mấy cái dông nó vô nó phá thì ổng dùng bùa chú đánh nó chạy. Ổng nó đánh hoài sao, hãy đi rồi thì nó trở lại, nó nhập nữa. Mà nó đông rồi thì nó đâu có sợ mấy ông nào bùa chú yếu, thì nó cười kha khả, nó thách, nó không ra làm gì nó. Nên đó chúng ta phải hiểu cuộc sống này, chúng ta phải hiểu, phải tu thôi. Mà chính mình trói cột thì chính mình phải cởi mở. Thôi bây giờ trở lại, để tôi nói rồi hết giờ, hết nửa tiếng rồi. Giờ tới quý vị, bây giờ ai trả bài nè? Kính bạch sư, con xin trình bày sự hiểu biết của con qua câu hỏi của sư, là có mấy cách phân biệt. Dạ, có ba cách phân biệt. Một là tự tánh phân biệt, hai là kế đạo phân biệt, và ba là tùy niệm phân biệt. Thì tự tánh phân biệt đó là phân biệt bằng bát nhã, có điều kiện hay không điều kiện vẫn phân biệt được. Phân biệt bằng cách nhìn trực giác vào sự vật, không qua sự so đo cải sửa, cho nên thấy được tự thân của sự vật. Thì tự tánh phân biệt có ở bốn bậc tứ thánh và ba bậc tam tôn. Bốn bậc tứ thánh thì phân biệt bằng kiến đại, còn ba bậc tam tôn thì phân biệt bằng giác tánh. Còn kế đạo phân biệt và tùy niệm phân biệt là phân biệt bằng tư tưởng, có sự so đo cải sửa và cần phải có điều kiện thì mới phân biệt được. Chẳng hạn khi thức thứ sáu muốn phân biệt được, nó phải nương vào phù trần căn là óc, tịnh sắc căn là dây thần kinh, và căn sâu của nó là mặt na, và cần phải có đủ duyên thì nó mới phân biệt được. Khi thức thứ sáu kết hợp với năm thức đầu để phân biệt thì gọi là kế đạt phân biệt, hay còn gọi là ngũ câu ý thức. Khi thức thứ sáu phân biệt không cần kết hợp với năm thức đầu về hồi tưởng nhớ lại thì gọi là tùy niệm phân biệt, hay còn gọi là độc đầu ý thức. Nói chung, kế đạt phân biệt và tùy niệm phân biệt là phân biệt bằng thức đại. Sau đây con xin trải dài qua 15 hạng chúng sanh. Bốn đường ác chưa có ba cách phân biệt trên, nhưng nói nó chưa có phân biệt cũng không đúng. Nó phân biệt lờ mờ theo bản năng, gọi là tưởng tri. Nó sống với thân thứ nhất là phù trần căn. Bốn đường thiện có thức thứ sáu, cho nên có đủ ba cách phân biệt trên. Nhưng tự tánh phân biệt qua quá mau, không sống được với nó. Chỉ sống được với kế đạt phân biệt và tùy niệm phân biệt. Nói chung, phân biệt bằng thức chi. Từ người tới tam thiền, phân biệt một lúc vừa vọng tưởng vừa vọng tình. Từ người tới trời dục giới, sống với sắc thân thứ nhất là phù trần căn. Người thì sống nghiêng về kế đạt phân biệt nhiều hơn. Còn trời dục giới là giai đoạn chuyển tiếp giữa kế đạt phân biệt sang tùy niệm phân biệt. Còn sơ nhị tam thiền thì các ngài sống với sắc thân thứ hai là tịnh sắc căn, các ngài phân biệt nghiêng về tùy niệm. Còn tứ thiền tứ thông, các ngài sống với sắc thân thứ ba, các ngài chỉ phân biệt bằng vọng tưởng, các ngài cũng sống nghiêng về tùy niệm phân biệt nhiều hơn. Còn nhập lưu nhất nhẫn lai bắc lai, các ngài phân biệt bằng thắng nghĩa căn, hay còn gọi là thắng tri. Nhập lưu nhận được một phần tư Phật tánh, chiếu kiến được sắc uẩn của bốn đường ác. Nhất vạn giảng lai nhận được hai phần tư Phật tánh, chiếu kiến được người trời dục giới. Bát lai nhận được ba phần tư Phật tánh, chiếu kiến được sơ nhị tam thiền. A la hán, các ngài phân biệt bằng đệ nhất thắng nghĩa căn, hay còn gọi là tuệ tri. Các ngài chiếu kiến được tứ thiền tứ không. Còn ba bậc tam tôn, các ngài phân biệt bằng đệ nhất thắng nghĩa căn siêu việt. Các ngài đã liễu chi được các pháp,
Do đó, các ngài không còn sống với kế đạt phân biệt và tùy niệm phân biệt, có chăng chỉ là tùy thuận mà thôi. Và sau đây con xin trình bày sự hiểu biết của con qua việc Vua Luân Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Với con cho cái ví dụ là nhìn cái Migo này, nhìn như thế nào là nhìn tư tưởng và nhìn như thế nào là nhìn bát nhã. Thì á, con lấy thánh thánh nhập lưu đại diện cho cái nhìn của bát nhã. Khi các ngài nhập định, các ngài nhìn thấy nó trực nhận trở về chân không. Khi trong định nhìn ra, các ngài thấy nó là những vi trần hội tụ. Khi xả định thì các ngài thấy nó cũng như một bậc tứ thiền nhưng không dính mắc. Do đó vĩnh viễn các ngài không rớt xuống bốn đường ác. Còn về cái nhìn tư tưởng thì khi con nhìn thấy Migo này có hình có tướng, thấy có mà còn, chẳng những thế còn khởi lên thương ghét trong đó. Và sau đây con xin trình bày qua Vua Luân Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Vua Luân Võ Đế khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma liền hỏi: từ lúc chẩm lên ngôi đến nay, cắt hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, vậy chẳng có công đức gì không? Tổ đáp: không, chỉ là phước đức ở cõi trời mà thôi. Do đó sư mới hỏi: vậy ta có nên tiếp tục làm phước nữa hay không? Con xin trả lời: ta vẫn phải nên tiếp tục làm phước. Vì làm phước thì tâm ta mới rộng mở, thức ta mới trong sáng, để đi đến nhất niệm, quả mai qua được vô niệm. Nếu ta không làm phước thì tâm ta nhỏ hẹp, thức ta u tối, sống dưới bốn đường ác, ngàn đời cũng không nhận được cái bất tử, cái cứu cánh. Nhưng ta cũng đừng làm chấp cái phước đức đó là công đức, là cứu cánh, mà nó chỉ là phương tiện để giúp ta đi đến cứu cánh mà thôi. Tại sao? Tại vì phước đức thì là do làm mà có, còn công đức không phải do làm mà có, cầu mà được. Mà tất cả chúng sanh ai cũng đều có giống nhau, chỉ việc nhận lại không nhận thì thôi. Con lấy ví dụ như con muốn đi Sài Gòn thì phải nhờ phương tiện là chiếc xe. Nhưng con cũng đừng làm chấp chiếc xe là Sài Gòn, nhưng nếu bỏ chiếc xe thì con cũng không đi đến được Sài Gòn. Và sau đây con xin trình bày qua thể tướng dụng. Dạ, phước đức và phàm phu tượng trưng cho hiện tượng, còn công đức và thánh thì tượng trưng cho bản thể. Hiện tượng thì sanh diệt, còn bản thể thì bất sanh bất diệt. Do Vua Luân Võ Đế lầm tưởng hiện tượng và bản thể là một, do đó khi gặp tổ liền hỏi. Tổ đáp: không phải một. Thì đứng về hiện tượng giới, hãy không một thì là hai. Vua Luân Võ Đế chắc ăn rồi, hãy không một thì là hai. Ngài là thánh, tôi là phàm, đúng không? Tổ đáp: không thánh, không phàm gì hết. Vua Luân Võ Đế không biết rằng bản thể vốn rỗng rang thanh tịnh thì làm gì có thánh có phàm. Phật đã nói, tất cả chư Phật và chúng sanh đều có chung một bản thể, một Phật tánh. Nhưng vì sự nhận lại có sai khác, do nên Vua Luân Võ Đế lầm tưởng có thánh có phàm. Nhưng khi nghe tổ đáp không thánh không phàm gì hết, vua liền hỏi: nếu ngài nói không thánh không phàm, vậy ai đứng trước mặt chẩm đây? Tổ đáp: không biết. Không biết ở đây là tổ không biết làm cách nhà nào để diễn tả cho Vua Luân Võ Đế biết được cái bản thể, cái bát nhã. Vì bát nhã nếu dùng tư tưởng mà diễn tả thì thành ra pháp bát nhã rồi, đâu còn là bát nhã nữa. Mà Vua Luân Võ Đế, một, bản thể ông cũng không biết, hai, hiện tượng ông cũng không biết, thì làm gì ông biết cái không phải một, không phải hai là dụng. Vua Luân Võ Đế không biết rằng trong bản thể có hiện tượng, trong hiện tượng có bản thể nằm trong đó, chúng xoắn tích với nhau như sóng với nước vậy. Vua Luân Võ Đế là người tối mắt mà cứ hỏi tổ ánh sáng là gì, thì làm sao tổ trả lời cho ông biết được đây? Chỉ còn cách tự chữa lành đôi mắt, chữa lành cái tâm thì hết hỏi tổ ánh sáng là gì, bát nhã là gì nữa. Thì qua những câu chuyện trên của sư cho con có một cái nhìn, thì đứng về hiện tượng giới, tất cả chúng ta làm cái gì thì dù đó là công đức thì cũng chỉ là phước đức mà thôi. Khi ta chưa nhận được Phật tánh thì cái chuyện của ta làm chỉ là phước đức mà thôi. Nhưng ta có thể chuyển cái phước đức đó thành cái công đức bằng cách
Ví dụ như con mua gói xôi cúng dường cho sư, thì con á phải biết quán tam luân không tịch và hồi hướng cái công cái phước đức đó cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương. Nhưng đó cũng không phải là công đức thật sự, mà nó là cái nhân, cái mầm để cho sau này con nhận được cái công đức thật sự mà thôi. Kính bạch sư xin hết. Thôi tới đây là kết luận cái buổi nói chuyện hôm nay hết giờ rồi. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới đều giảng sanh về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.